đến channel của mình là Sâu Riêng TV đẹp trai 12 cá tính nè. Ngày hôm nay các bạn đang xem video này, các bạn đã đăng ký cho mình chưa? Nếu các bạn chưa đăng ký thì đừng quên đăng ký cho mình nghe, tại vì số lượng các bạn đăng ký cho mình hiện tại là quá thấp nên các bạn phải ủng hộ cho mình nhiều lên cho mình mới có động lực video cho các bạn xem nha các bạn. Thì ngày hôm nay mình đã quay trở lại với Puppy Playtime rồi. Ê, các bạn ơi, sao tự nhiên ngày hôm nay mình mới vừa đến đây thôi mà tại sao có máu trong đây? Ơi, các bạn ơi, ở đây rất là nhiều vết máu luôn nè, hình như nó dẫn mình đi xuống đây đúng không? Ôi, những vết máu nè. Ui, hình như bên trong đó là đang có chuyện gì kìa. Cầm gì hôm nay mình như này không chết gì trời. Ủa, trời, hôm nay còn Bossy Boo nữa chết vậy? Ôi, cái gì vậy? Các bạn ơi, các bạn có nghe không? Bossy Boo chết, what the hell? Có chuyện gì vậy các bạn? Ở trong đang là tụ hợp tất cả các Puppy Playtime trong đó luôn kìa. Ôi, họ chết thiệt rồi. Các bạn ơi, các bạn nhìn kìa. Ê, mọi người, có chuyện gì vậy? Thôi, ngươi là thủ phạm à? Không phải tôi. Ủa, có chuyện gì vậy, player? Bossy Boo không biết lý do vì sao đã chết rồi. Tại sao cậu ấy lại chết một cách bất ngờ như vậy? Ôi, trời ơi, tôi cũng không hiểu luôn á. Tự nhiên hôm sáng tôi đi xuống, tôi thấy bạn cậu ấy chết rồi. Tôi cũng rất là chia buồn vì cậu ấy luôn á. Bây giờ ta cũng không biết ai là kẻ sát hại luôn. Ê, tại sao lại có vụ sát hại ở đây vậy? Sợ quá đi à, không biết lần này tới ai đây. Thôi được rồi các bạn ơi, bây giờ mình phải ra tay thôi. Mình sẽ trở thành Sầu Riêng Thám Tử để điều tra vụ án này. Đã lâu lắm rồi mình không điều tra một vụ án đàng hoàng cho các bạn đúng không? Ngày hôm nay mình sẽ điều tra xem ai là kẻ đã sát hại Bossy Boo với các bạn. Được rồi, bắt đầu thôi. Đầu tiên vụ án, mình đã thấy những vết máu nó bắt đầu từ bên ngoài các bạn à. Mình sẽ đi điều tra được nguồn gốc của vết máu này từ đâu ra nha các bạn. Hình như là, ê, các bạn nhìn kìa, nó đang dẫn mình đi đến một cái nơi nào đó các bạn ơi. Nó đang dẫn mình đi vô một bãi rác sao? Tại sao bãi rác lại có máu? Ê, hình như là nếu mà như vậy thì chắc chắn 100% thì cái hung khí mà để gây án hắn đã dục vào thùng rác nên bởi vậy máu nó mới rơi vào thùng rác này các bạn. Để xem nữa coi. Chết rồi các bạn ơi, mình lục rác nãy giờ không thấy một cái thứ gì các bạn à. Hay là, ủa, tại sao ở đây lại có một cái thùng rác gì mà nó nhìn nó lạ quá vậy các bạn? Từ từ để mình xem nữa coi. Có 4 món đồ vật trong đây luôn. Từ từ để mình lấy ra mình xem các bạn ơi. Hình như là 4 món đồ vật người ta đã vứt vào rác. Các bạn nhìn nè, một cây dao. Hình như là cây dao này, nếu không làm thì có thể cây dao này là cây dao đã sát hại Bossy Boo đó các bạn ơi. Nhưng mà ở đây còn có thêm 3 món đồ nữa là quyển sách nè các bạn. Để xem coi. Tôi muốn gặp Mommy Long Legs. Hả? Không lẽ đây là lá thư của Bossy Boo dành cho Mommy Long Legs sao? Bây giờ mình có thấy còn thêm 2 món đồ nữa, đó chính là Long Hất Ghi và thêm một cái cuối cùng nữa là xương. Xương này thì mình theo như mình suy đoán không lầm thì chắc chắn là của chú chó PJ Buck rồi. Và bây giờ 4 món đồ này đều liên quan đến 4 người đó. Được rồi các bạn ơi, và bây giờ mình phải đi đến tra hỏi 4 người đó tại sao lại có những cái vật dụng mà gọi là liên quan đến cái chết của Bossy Boo nha các bạn. Được rồi, đi thôi. Được rồi, bây giờ 4 người hãy đến đây. Tôi có những lời muốn hỏi 4 người. Cậu gì đây? Thì trên tay của tôi bây giờ đang có 4 chứng cứ rất là liên quan đến cái chết của Bossy Boo. Nhưng mà đầu tiên thì tôi muốn hỏi ông Hất Yếu Ghi, tại sao ông lại rơi một cọng lông vào cái khu vực mà gọi là rác thải nhưng mà lại có dính máu của Bossy Boo hả? Có gì, đó chỉ là ta rụng lông thì ta đem đi dục mấy đống lông đó thôi chứ. À đúng rồi, cái thứ hai đó chính là PJ Buck, tại sao tôi lại thấy xương của ông nằm ở bên trong cái thùng rác nhưng mà nó nằm ngay cái thùng rác mà dính máu vậy hả? Hả? Ai mà biết đâu, thì tôi là chó mà, tôi gặm xương khi lúc đó thì tôi nhả xương dùng rác thôi, có gì đâu. Và thứ ba, Mommy Long Legs, tôi đã lượm được một lá thư mang tên, nó có ghi là tôi muốn gặp Mommy Long Legs. Tại sao vậy? Lá thư đó thì lá thư nó có liên quan gì đến ta nhiều đâu, nó chỉ muốn gặp ta thôi mà. Vậy thì cũng không đúng luôn các bạn ơi. Nãy giờ những nghi phạm mà mình nói ra đều không có liên quan. À đúng rồi, cái này là cái quan trọng nhất nè. Đúng rồi, player, chính ngươi là kẻ đã sát hại Bossy Boo đúng không? Tại vì ta đã tìm thấy được một cây dao ở trong thùng rác. Nhưng mà cây dao này còn lại tất cả chỉ có ngươi có thể cầm thôi, tại vì những người ở đây đều là quái vật thôi. Tại sao ngươi lại làm như vậy hả? Lấy dao tôi chặt táo mà ăn. Hả? Chặt táo sao? Đúng rồi. Hả? Vậy thì tất cả mọi thứ mà mình điều tra nãy giờ đều thành công cốc của các bạn ơi. Ê, nãy giờ đã mấy tiếng trôi qua rồi các bạn ơi, nhưng mà mình vẫn chưa tìm ra được bằng chứng nào mới hết trơn ấy. Thì trời ơi, một cái cậu bé vừa mới gọi là xuất hiện trong Puppy Playtime như Bossy Boo thì tự nhiên đã bị sát hại rồi, không hiểu ai tàn nhẫn như vậy luôn ấy. Ê, bây giờ điều tra như thế cũng không được các bạn ơi. Bây giờ mình phải qua đến chỗ từng người, như kiểu Mommy Long Legs hay là Hất Yếu Ghi hay là PJ Buck hay là Player. Mình sẽ tìm hiểu rõ ràng hơn và để đi vào sâu hơn chủ đề nha các bạn. Được rồi, đi thôi. Ai bây giờ đi đường nào để tìm ra được nhà Mommy Long Legs đây nè. Ôi ôi, Mommy Long Legs, bà bị gì vậy? Tôi đã biết kẻ sát hại là ai rồi. Cái gì?
Mommy, bà có sao không? Bà ổn không vậy? Ui, hình như bà ấy bị chói rồi. Từ từ, để tôi gỡ cho. Rồi từ từ nghe đợi xíu. Ủa, cái gì vậy? Tại sao lại có cái tiếng? Ủa, ở đâu nghe cái tiếng tàu kêu vậy các bạn ơi? Ủa, ai đó nãy giờ? Mommy lần lên có chuyện gì vậy? Ui, có gì? Đâu mất tiêu rồi? Các bạn ơi, hình như là Mommy Long Legs đã bị lôi vào đây rồi sao? Chết rồi, thì bây giờ làm sao đây? Bây giờ mình chui vô nè. Ấy, ui, các bạn ơi, hình như là mũ Mommy Long Legs đã bị lôi đi đâu rồi? Đường, đường nào đây trời? Cái gì đây? Đây là nơi mà gọi là lối thoát hiểm mà. Cái gì vậy? Mình nhớ đằng kia mình thấy có cái gì cả các bạn ơi. Nhìn kia, cái tay nó của Mommy Long Legs mà. Ui, nguyên cái người của Mommy Long Legs mà luôn kìa. Rồi xong luôn. Đã có kẻ nào đã tấn công cả Mommy luôn rồi. Ui, chết rồi. Bây giờ mình phải qua tìm những người khác để xem thử coi có chuyện gì nghe các bạn. Ây cha. Ây, mình mới vừa chui ra các bạn ơi. Tự nhiên tới cả Mommy cũng đã bị ảnh hưởng và bị thương luôn rồi. Có gì mà ồn vậy? Ủa, Husky Husky. Như có thể là Husky Husky các bạn ơi. Tại vì mình nghe nói là trong cái gọi là Bobby Playtime này chả ai ưa ai hết trơn ấy. Nhưng mà khoan, Husky ơi, ông có thể bước qua cánh cửa đó cho tôi xem được không? Bước qua cửa nãy gì? Ê. Đây. À, là không phải Husky rồi các bạn ơi. Các bạn có biết tại sao mình nói như vậy không? Tại vì cái chỗ này là một cái chỗ rất là cần một cái chiều cao rất là nhỏ. Nhưng mà Husky thì lại bò quá to đó. Các bạn thấy không? Bò đã không được. Nên là không phải Husky rồi. Bây giờ lượt gõ qua đối tượng Husky Husky thôi. À, vậy là còn hai đối tượng chính đó chính là Player và BJ Buck. Mình vẫn chưa phát hiện ra được xem ai có hành tung gì bí ẩn hay sao không các bạn. Được rồi, lối này là sẽ vô nhà của BJ Buck nè. Ui, có gì? Ui, cái gì vậy? Player, Player, đi đâu vậy? Player. Ui, có chuyện gì vậy? À, cái gì hết hồn? Ủa, có chuyện gì mà hết hồn? Có một cái tên này đáng sợ lắm, đi đây chị đuổi tôi ra làm gì nữa đó. Hả? Tên nào mà truy đuổi cậu? Cậu nói gì vậy? Ở đây chỉ toàn là Bobby Playtime thôi. Cậu nói gì vậy? Không có ai truy đuổi cậu cả. Nhưng mà chạy làm cái gì? Chạy làm gì? Đâu có cần chạy đâu. Chạy đi thoát thôi. Ơi, gì vậy? Ui, ở đâu ra một tiếng súng vậy các bạn? Ui, có chuyện gì vậy? Tiếng súng ở đâu ra vậy? Ai vậy? Ui, cái gì vậy? Ui, cái lồn tàu lâu đen. Ui, mình chưa thấy mặt của hắn. Hắn tên đang kia mặt rồi. Hắn bỏ chạy. Đừng lại tên kia. Ui, hắn đi đâu vậy? Đứng lại. Chết rồi. Ui, hắn làm rơi cái súng đó các bạn ơi. Ui, hắn làm rơi cái súng nè. Và cái súng này là cái súng đã hại Luca Player. Trời ơi các bạn ơi, bây giờ trong Bobby Playtime không phải là chết một người nữa mà bây giờ là chết tới ba người luôn rồi. Bây giờ mình phải lẹ lên thôi, bây giờ mình phải chạy lẹ qua, mình báo cả BJ mất luôn các bạn ơi. BJ mất ơi. Nhanh lên, chạy đi cậu, như này đi. Có kẻ đang rất là tàn nhẫn ở nơi này đó. Hả? Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Tàn nhẫn là sao? Chạy lẹ đi BJ mất ơi, đừng nói gì. Ê, ui, cái gì vậy? Sao tới lui rồi các bạn? Cúp điện hả? Chết rồi, giờ máy cúp điện rồi BJ mất ơi. Ủa, tiếng la đâu ra vậy? BJ mất ơi! Có điện rồi. Ủa, cái gì vậy? Ôi, mình mới thấy cái chuyện gì nữa vậy các bạn ơi? BJ mất! Các bạn ơi, chú cho BJ mất đi cũng đã bị tấn công luôn rồi. Ui, vậy là ai vậy? Bây giờ làm sao để mình có thể tìm cái được kẻ nào đang gây rối chơi nơi này nè các bạn ơi? Ui, các bạn ơi, ở đằng kia hình như là một cái phòng camera kìa đúng không? Được rồi, bây giờ mình sẽ check thử xem camera buổi tối nó có quay được cái cảnh mà BJ mất bị tấn công không nghe các bạn. Và mình sẽ có thể xem được thủ phạm là ai các bạn ơi. Được rồi. Ui, mệt quá các bạn ơi. Ê, ở đây có cái laptop nè. Được rồi, để mình cho em xem thử xem camera buổi tối đó đã quay được cái gì nha. Các bạn ơi, bây giờ đây là cái cảnh mà hồi nãy là mình cúp điện hay gì nè các bạn ơi. Mình có được cái tia hồng ngoại mình nhìn được luôn nè. Ui, ở đâu ra cái tên màu đen vậy? Ui, hắn ta đang đi đâu kìa? Hắn ta đang tiến lên chỗ BJ Bất sao? Chết rồi các bạn ơi, hắn ta đã tiêu diệt BJ Bất rồi. Mình đã thấy rõ mặt nó rồi các bạn ơi. Được rồi các bạn ơi, bây giờ mình đã tìm ra được mặt thật của con gọi là cái người đang sát hại tất cả các Bobby Playtime rồi các bạn ơi. Đây là một cái con Husky Husky nào lạ lắm luôn nè, nhìn cứ cực kỳ cục luôn ấy. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi hỏi Husky Husky thử xem Husky Husky có biết không nha. Ui, Husky Husky kìa, Husky Husky ơi. Ông có biết người này là ai không vậy? Tôi đã phát hiện rồi, hắn ta chính là kẻ đã sát hại tất cả mọi người trong Bobby Playtime đó. Cái gì? Đây là con Husky điên. Hả? Nó chuyên đi đánh người khác và giết người. Cái gì? Husky bị điên sao? Chuyên đi sát hại người khác sao? Ở đâu ra con đó vậy? Nó là một con bị lỗi đó. Hả? Một con bị lỗi sao? Trời đất ơi, các bạn ơi, hèn gì tất cả mọi người ở nơi đây đều bị nó sát hại mà mình đã không nghĩ tới luôn á các bạn. Ê, bây giờ phải làm sao đây? Husky Husky. Ơi, thả ta ra, đừng làm gì ta vậy? Husky Husky, đừng lại. Ui, các bạn ơi, nó đang bắt Husky Husky kìa, đừng lại coi. Nhanh lên, các bạn ơi. Thôi các bạn ơi, theo như mình suy nghĩ thì chắc chắn hắn sẽ
sẽ đem đến đây và hắn sẽ quăng xuống đây nè các bạn ơi. Thì vì nơi đây là cái nơi duy nhất mà hắn có thể quăng xuống đây. Chết rồi, thật luôn rồi kìa. Bây giờ mình phải tính cho ta. Bây giờ mình sẽ rồi, mình sẽ cài một cái bẫy ở đây các bạn à. Cái cậu nó sẽ bị chặn ngay chỗ này luôn. Ai không biết là hắn ta có đi đường này không nữa. Đúng rồi. Được rồi, cơ hội để mình giải cứu hơn kia kia đây rồi các bạn ơi. Các bạn ơi, nó đã bị kẹt rồi. Anh quá thoát được rồi. Có sao không, Hoki? Không, ngươi bị điên, ngươi dám dục, định dục ta xuống đó gì vậy? Thì tới phiên ngươi này, xuống đây, ta sẽ xử lý ngươi. Hoki ơi, nó rớt xuống dưới rồi kìa. Ta đã thoát chết rồi. Trời ơi, các bạn ơi, thì ngay cuối cùng sau khi mà rất là nhiều câu chuyện đã xảy ra thì cuối cùng mình cũng đã phát hiện là thủ phạm đã sát hại Fossibox rồi các bạn ơi. Còn bây giờ thì chắc là video này cũng kết thúc và cảm ơn các bạn đã xem video này nghe. Còn bây giờ thì bye bye. Chúc các bạn một ngày tốt lành. See ya.